Hôm nay chúng con gặp gỡ nhau để chia sẻ về báo hiếu cho tất cả những người gần và xa, trong đó có đại chúng xuất sĩ và tăng thân cư sĩ. Bởi vì cái mùa báo hiếu Vu Lan bữa nay là 14 tháng 7 là một cái gì rất quan trọng cho người con Phật rồi, mà cũng rất quan trọng cho người Việt Nam. Bởi vì thầy chúng con dạy thương cha thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên, giống như khát nước thì uống. Ở chỗ khác thầy cũng dạy rằng cái quan trọng nhất của con người là thực tập tình thương. Bởi vì có tình thương thì có sự sống, mà không có tình thương thì cô đơn, khắc khoải, khổ đau, héo mòn theo năm tháng mà khó mà có hạnh phúc đúng chánh pháp. Thì ngày hôm nay trên lịch có ghi lời thầy dạy là khả năng thương yêu dịu hiền của mẹ vẫn còn đó trong bạn ngày hôm nay. Tức là thầy chúng ta dạy rằng chúng ta đang mang cái năng lượng dịu hiền thương yêu của mẹ, của ba trong con người của mình ngay bây giờ ở đây. Thì mình có thể đặt câu hỏi với nhau là làm gì, sống như thế nào để thấy được cái khả năng đó. Thầy dạy thì đúng, nhưng mà nhiều khi mình không thấy, mà nhất là những người có nội kết phản ứng gì đó với mẹ với ba thì càng rất khó thấy. Có hiểu nữa cũng chối từ cái khả năng đó. Nhưng mà làm gì cho những người này có thể là thoát được cái nội kết, cái phản ứng đối với ba mẹ mà thấy rõ rằng cái thương yêu dịu hiền của ba hay của mẹ có thực ở trong mình. Con biết ba má còn đó cho con nên con rất hạnh phúc. Đó là lời dạy thứ hai. Đây là một cái thư pháp nữa, viết thư pháp. Nhưng mà làm sao mà ba má con thì rõ ràng rồi, ai cũng thấy. Nhưng mà làm sao để rằng con rất hạnh phúc. Có nhiều người ba má con mà không thấy
rất hạnh phúc gì hết. Không phải hạnh phúc nữa chứ đừng có nói là rất. Thì hai lời dạy này á, một bên là nói là ba mẹ đã qua đời, còn một bên á, là cho mình biết là ba mẹ còn tại thế. Vậy thì hai câu này nó ôm lấy nhau và nó cho mình biết rằng dù ba mẹ qua đời hay ba mẹ còn đó, mình vẫn báo hiếu được. Bởi vì trên đời này có những người có những xu hướng dạy rằng muốn hiểu về ba mẹ, nhất là lúc mà thành đạt, nhưng mà ba mẹ qua đời rồi, cho nên rất là lấy làm tiếc. Thì Đức Thế Tôn ra đời và cho mọi người biết rằng bất cứ trường hợp nào mình báo hiếu cũng được. Mà không những báo hiếu với ba mẹ qua đời hay tại thế, mà mình lại báo hiếu với tất cả mọi tình huống. Trước hết là báo hiếu cho chính mình. Bởi vì mình không có hiếu với mình á, thì mình không có hiểu với ai hết. Vậy thì đối với thầy mình á, là mình hiểu những cái lời dạy này là khi mà mình ý thức được khả năng thương yêu dịu hiền của ba mẹ qua đời hay tại thế là còn trong con người của mình ngay phút hiện tại. Cho nên mình đi đâu mình cũng mang cái năng lượng đó đi theo. Và đi đâu nhờ năng lượng đó cho nên mình có thể báo hiếu cho ba mẹ bất cứ nơi đâu. Nhất là lúc này những người con ở nước ngoài đó là muốn về Việt Nam là không được. Cho nên những người con đó người ta đau khổ vô cùng, thương cha nhớ mẹ, muốn làm một việc gì đó hiếu hận mà không thể thực hiện được, chứ đừng nói là ba mẹ qua đời. Vậy thì với giáo lý mình học, điều đó không trở ngại mình có thể thực hành hiếu hận ở ngoài quốc mà tròn vẹn với ba mẹ mình ở Việt Nam. Đó là những điều mà chúng ta nêu lên với nhau. Xin quý vị gần xa khi nghe những điều này thì phải thấy rằng mình là một người may mắn. Và trong trường hợp này, thế giới đang đối diện với đại dịch là tăng giảm bất thường, số lượng người chết rất đông. Có thể là cái số lượng người chết cả thế giới nó lớn hơn là thế giới chiến tranh nữa, hơn cả bom nguyên tử tại Nhật Bản nữa. Vậy thì trong tình trạng đó, mình đang cách ly, đang ở trong vùng giãn cách, hay mình đang bị nhiễm cái lây nhiễm của đại dịch, mình vẫn báo hiếu được. Nó rất là kỳ lạ, giáo lý của mình đụng tới một điểm là nó bung ra tất cả mọi khía cạnh cuộc sống. Và cho dù đó là cấp lãnh đạo hay là những người chuyên môn tham dự vào vấn đề chăm sóc cho bệnh nhân, quá nhiều vất vả, quá nhiều khó khăn,
và không lường được những cái tình huống là xảy ra để mà ngăn chặn. Và những người bị lây nhiễm cũng vô vàn khó khăn. Khó khăn đến nỗi mà không tính ra được. Sáng nay con có nghe một anh sinh năm 1982 treo cổ chết. Và khi người ta đang xuống, ta là với cái chuyên môn thì ta biết rằng anh này bị nhiễm COVID. Mới mấy chục tuổi thôi, rất trẻ. Nhưng mà do không thiếu, không có đường thoát về hiệu hành, cho nên anh chết rất là đáng thương và đáng tiếc cho anh. Cho nên chúng ta cần có một sự hiểu biết và một sự thực tập lời Phật dạy thì sẽ tự cứu được mình và cứu được mọi người. Cái tình trạng đại dịch đi tới đâu chúng ta chưa khẳng định được. Nhưng sáng nay con có nghe thì ở thành phố Hồ Chí Minh, cái chữa trị người bệnh là khỏi bệnh xuất viện năm hơn trước. Hay ở Đài Loan á, cái sự mà giảm cái lây nhiễm trong Đài Loan là đạt tới cái mức mà 3 tháng trước đây không có. Thì những cái đó cho mình biết rằng tuy nhiều khó khăn nhưng mà mình biết cách về chuyên môn mình có thể chặn đứng được. Thì mình còn có một cách nữa để yểm trợ cho cái vấn đề xã hội đang thực hiện là tránh lây nhiễm, chấm dứt lây nhiễm hiện tại. Mình còn có một cách, đạo Phật còn có một cách là sáng nay trưa hôm qua là con không có trưa qua là con không có ngủ được. Lý do vì sao thì nó có nhiều lý do quá. Thì dụ như con soạn bài cho nó kịp ngày đó. Mà soạn bài mà có một cái tài liệu trên tay như thế này thì phải nói là nó cũng đòi hỏi mình thời gian, sự nhọc nhằn, nhưng mà rất vui. Thì cái đó lắm lúc nó cũng tạo thành cái mất ngủ. Thì khi mất ngủ đó, buổi trưa đó là 10 giờ mấy, 11 giờ kém là con ngủ rồi. Thì con nghe quý huynh đệ có viết bài nói về ôm ấp nỗi khổ niềm đau đó. Và cũng có người mà con nghe rằng là vì đó nằm xuống mà thở ba hơi là ngủ liền. Thở ba hơi chánh niệm vào ra là ngủ liền. Mà không biết là ngủ đó là do chánh niệm hay do là người có nhu cầu ngủ quá lớn. Thì xuống thở chánh niệm cũng thở chứ cũng ngủ như chết thôi. Làm sao mình biết được? Mình nghe vậy thôi chứ mình không phải là người đó. Đôi lúc người đó có chánh niệm thiệt, năng lượng chánh niệm là nó vỗ về, nó thư giãn,
nó làm cho thân tâm không còn một chút căng thẳng là ngủ thôi. Chuyện đó có. Nhưng mà bây giờ bản thân con thì con biết, con cũng ôm ập. Nói với nó con thở, thở đủ cách không ngủ. À, nhưng mà khi không ngủ thì con làm gì? Con nhìn coi thử mình cũng thấy lo sợ trước cái, có thể nói là chưa ngủ của mình không? Có lo sợ không? Rồi con có thấy mình là phải ôm ấp cái chưa ngủ bằng hơi thở vào và hơi thở ra, có không? Nhưng mà con ý thức rằng là chánh niệm mình chưa có cao. Chánh niệm mà chánh niệm mình cao thì có sẵn bài mình ngủ được chứ thường. À, thì như vậy là về phương diện đó là con có thể biết được. Nhưng mà mình con vẫn thở sống là qua cái ôm ấp cái bất ngủ là con bắt đầu tập. Tập trên trường á, con có nhiều bài tập lắm. Ví dụ năm giờ là mình đưa cái chân lên và thở vào, đưa chân xuống thở ra, đưa cái chân lên thở vào, đưa cái chân xuống thở ra, ví dụ vậy. À, rồi xoa, xoa từ đầu tới chân, nằm thôi. Thì con tập như vậy. Khi tập như vậy thì đến cái một lúc á, là cân phải dày. Nhưng mà con bị cái sườn bên này, cho nên con dày không được. Xưa nay là con dày là bấm chuông rồi thì già trực đó, là vào đợi dày và đi xuống thôi. Và hôm đó con mới nằm trở đầu về hướng Bắc thì bên này nó không có đầu. Bên tay trái nó đâu, con nghiêng qua con coi thì giả trực đang ở trạng thái nào. Thì vì thì giả nằm nghiêng về hông bên phải, tức là xoay mặt vô con và bỏ tay thoải mái, vẫn mang khẩu trang là vì sợ con bấm chuông cân xuống bất tử đó, thì mang khẩu trang kịp. Cho nên mang khẩu trang để ngủ đó, chẳng phải mang cái trên mắt đâu. Thì con thầy về đó, là con bấm chuông. Con nghiêng qua bên này là nó không đau. Rồi bắt đầu con chống lại cái giường đó, bước xuống được. Bước xuống được thì con làm những việc cần thiết như là uống nước linh chi. Mà nước linh chi là phải rót ra ly. Ly đó là con uống là phải 300ml. Nóng lắm, phải trứng vô tô. Rồi là uống. Nhưng mà không có ngồi là bởi vì ngồi thì độc vì thì già năm chẳng cái ghế rồi, cho nên con không qua bên đó mà con đứng rồi con uống. Uống xong á thì con mới đi thiền hành. À, cái phòng đã chật rồi nhưng mà chỗ nguồn gốc thì con đi thiền hành là nó chật hơn. Thì cứ mỗi bước chân là mỗi hơi thở đi qua đan điền, gọi là kết hợp và tạo thành khí lực. Rồi đi một bước là hơi thở bên bàn chân này nó đi qua đan điền rồi xuống bàn chân kia là một bước. Cái này gọi là kết hợp và thiền tập, thiền hành với khí cấp. Đó. Thì con đi một đội rồi là con lên giường nằm.
Nam thì mình làm những việc ôm ấp nó ngủ con điểm mắt theo cái mũi của bệnh viện. Nhưng mà khi đó nó muốn ho, thì khi mà nó ngửa người cổ muốn ho, con lấy hai cái tay bùng cái miệng là thiệt kỳ. Đến khi để ho là cái tiếng nó bị ác đạo cho nên nó bung ra không được. Cái tiếng kêu nó lên được để chủ mà. Thì khi con tập như vậy thì thấy vui quá. Ít nhất là mình vẫn ngủ nhưng mà mình tập. Nhưng mà trong tập đó nó có cụ thể là mình thấy để chủ ngủ thêm chút nào hay chút đó. Thì tự nhiên cái an lạc nó xuất hiện. Thầy muốn nói cái chuyện đó. Cái thứ hai là bây giờ con biết là con còn thiếu lương thực. Không phải thiếu mà chết. Nhưng mà thuốc con uống để cho đừng có mất cái bệnh là chỉnh mất chưa. Để hệ uống thuốc đó thì con lại bớt phù chân, nhưng mà thuốc đâu có. Rồi bây giờ con cũng cần có những loại trái cây ăn để chữa bệnh, nhưng mà mua cũng có được, chỉ còn cái món dễ mua đó là xoài, xoài địa phương. Mà xoài cá hết thì ăn xoài tự thời. Đấy, xoài thì cho bây giờ còn mấy trái bên nữa. Và cái nước y ông kiềm này đó mà con uống số 3 là trị bệnh. Và con nghe là có thể tránh lây nhiễm là COVID. Nhưng mà con sẽ tìm hiểu dựa vào cái thí nghiệm nào để có kết quả là thế, con chưa có thời gian. Nhưng mà con vẫn uống số 3. Nhưng mà cái này á, một là nước máy nhà nước trên hồ bơm về nó cạn, người ta có lúc ta cúp là cái máy không có nước được. Rồi cái cục lọc trong á thì một thời gian là phải thay. Bây giờ đến lúc thay, ai thay cái này cho mình? À, cho nên cái này có thể là thiếu, trước mắt thì chưa thiếu. Nhưng mà nếu nó kéo dài là thiếu. Con nói cái này ra cho bà con xa gần nghe rằng trong trường hợp thiếu đó chưa thiếu bằng bà con ngoài xã hội đâu. Chưa. Con còn đầy đủ lắm. Nhất là con đang ở trong một cái vùng gọi là vùng xanh. Mà sướng nhất sáng nay có nghe là áp dụng chỉ thị 15 rồi. Thành có thể nhờ quý bác vào nấu ăn với tính cách là những người có tâm hiểu biết, họ giữ gìn cho chính họ và họ cũng giữ gìn cho trong chùa. Vì quý thầy quý chú cũng cần sự yểm trợ đó. Cho từ túc lâu ngày thì kể ra cũng vất vả. Bây giờ các thầy già của con á, chú nào cũng mỏi mệt hết á. Là bởi vì ngày trước á, làm thầy già là không có trực đêm, còn bây giờ đấy là phải trực đêm. Rồi ngày cũng trực. Thành ra nó vất vả lắm.
Mà khi trực á, thì là đâu có đủ sức để chăm sóc con như bình thường được đâu. Cho nên trong sự chăm sóc á, chỉ một mức độ chứ không thể hoàn toàn. Con bị tình trạng đó. Vậy thì bà con ở gần xa đang khó khăn quá đi. Thì con xin chia sẻ một điều là khi mà mình khó khăn như con bây giờ, con thực tập ăn là nhai kỹ hơn và ăn giảm xuống một phần để chi, để cái thời gian mà mình ăn là mình nhai tốn thì giờ hơn, có thì giờ để nhai, cho nên ăn ít xuống. Cho con phải là cái người mà kiêng khem về ăn uống đâu, nhưng con ăn ít xuống. Vậy thì bà con bên ngoài bây giờ thiếu lương thực và nhất là thiếu dinh dưỡng, thì xin bà con làm thế nào nhai thực kỳ. Bởi vì bây giờ mình cách ly rồi, mình đâu có làm gì đâu. Mình ở nghỉ phép 100%. Nhưng mà nghỉ phép trong cái tình trạng khó khăn, thì dù như đóng bức, đi lại không được, không ra ngoài để mà thở không khí trời, vì thành phố là phải tới công viên. Chứ còn trong nhà này nhà khác thì có ra ngoài trời cũng là đường lộ thôi. Nhưng mà ra ngoài còn hơn. Nhưng mà cái áp dụng để mà tránh lây nhiễm là không ra khỏi nhà từ mấy giờ tới mấy giờ đó. Và đi mua lương thực thì có người mang tới, không phải đi chợ. Thì phải nói là con người rất là tu túng. Thì trước mắt á, quý vị ăn nhai cho kỹ. Mà nhai kỹ thì cái nặc miếng á, nó ra, nó trộn với thức ăn. Thứ nhất là tăng lượng nước lên, mà không ăn canh. Không ăn canh, mà cái nước mỗi miếng ăn là lớn hơn bình thường. Vậy mình nuốt xuống vừa dễ tiêu mà có nước nhiều. Và bây giờ quý vị có nơi con nghĩ rằng có thể thiếu nước uống, chứ không phải nơi nào cũng đầy đủ đâu. Vậy khi mà nước uống nó không đủ thì con xin cống hiến một cái cách là mình uống nước là uống một chút thôi. Nhưng mà mình ngậm miệng là mình súc. Mình súc khi nào mà nước miệng nó ứa ra mà đầy cái má thì mình nuốt xuống. Nhưng mà chừa lại một chút, súc nữa. Thì như vậy quý vị sẽ uống rất ít nước mà vẫn đủ nước và không khát nước. Bởi vì không có cái nước nào uống mà tốt bằng nước miếng. Không có cái nước nào sát trùng bằng nước miếng. Mà nước miếng của chúng mình là nó có công dụng như là một vị thuộc tiên của Đông Y. Rồi thì có đó, là ở trong cái vòng là có hai mẫu đất để đi lại rất sướng. Nhưng mà quý vị được cái phòng nhiều khi đông người là có cái nhà nhưng mà đông người. Thầy thì quý vị mỏi mệt
khí huyết nó ít lưu thông, thì con xin quý vị tập. Thì chúng mình chạy tại chỗ, mình cứ đứng rồi là nhảy lên này xuống là khí huyết lưu thông. Rồi quý vị xoa toàn thân, con thì con có cách gọi là xoa theo phương pháp cốc đại phong, từ đầu tới chân. Ở má xoa khác, ở đầu xoa khác, ở tay xoa khác, vân vân. Nếu mà quý vị có người không có biết chất nào thì cứ bóp tới chỗ nào tê cứng là cứ bóp. Mà toàn thân như vậy thì nó sẽ lưu thông khí huyết. Và quý vị tập đi bộ trong cái chỗ chật hẹp của mình đó. Sư Trì Hải có lần đã đi bộ trong phòng giam. Đó, một vị tu hành lớn tuổi mà ở trong phòng giam là lấy cái phòng giam làm cái đường thiền hành để đi lại. Vừa thực tập hơi thở bước chân nhưng vừa là tạo thành cái dễ chịu cho thân thể. Bởi vì thân thể của mình thể ở trong một cái tư thế được, mà hẳn phải đổi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, tập thể dục. Và con đau nhưng mà con luôn luôn đi bộ xuống thăm anh em, đi ra ngoài cây cối. Và khuya đó, nếu mà thời tiết cho phép, con vẫn dậy đi bộ một mình. Và khi đi bộ là cỡ một tiếng là con thở sâu một lần, ví dụ. Đây là thở ra. Thở vào, thở ra, thở vào, mà thở thật sâu. Tức thở ra là cái bụng nó sọp xuống, và thở vào làm sao mà cái phổi nó căng lên. Thì như vậy là có oxy nhiều hơn, dù rằng oxy trong nhà không tốt lắm, nhưng mà nó vẫn tốt hơn là thở chút nữa. Hoặc là mình có thể hé cửa sổ ra rồi mình thở qua cửa sổ thì không khí ngoài trời mình thở được. Mà quý vị nào có gác, có lầu, lên trên gác phơi nắng. Chính con sáng nào cũng phơi nắng, tùy theo cái độ nắng mà phơi mỗi lần 10 phút, 15 phút, 20 phút để tạo vitamin D. Thì bây giờ mọi chuyện là bị cắt từ từ. Và mình tập như vậy. Nhưng mà muốn tập cái đó mà có hạnh phúc á, thì xin bà con gần xa có cái phương pháp Phật dạy. Thở vào, quý vị theo dõi hơi thở vào từ đầu tới cuối. Thở ra là mình theo dõi hơi thở ra từ đầu thì tới cuối, với sự ý thức rõ ràng, có nụ cười nhẹ trên môi và có sự buông thư toàn thân, thì quý vị có thể thở đứng, thở nằm, thở ngồi, thở đi. Như vậy thì chính cái này là cái yểm trợ để tránh lây nhiễm, để mau lành bệnh. Và dạ, dù mình có chết mà mình thở cái này đạt á, thì nó làm cho mình chết một cách thanh thản. Chết thì đi đâu? Không đi đâu hết. Bởi vì thầy mình dạy á,
nắng lường dịu hiền thương yêu của ba mẹ có trong bạn. Năng lượng đó còn đó, chắc không mất. Mà người chết mà vẫn còn năng lượng thương yêu dịu hiền thì chết mình đi đâu? Đó là vấn đề. Vấn đề này là vấn đề gọi là tái sinh luân hồi của Đạo Phật, được phổ biến khắp nơi và được mọi người tin tưởng. Nhưng mà chúng con tu cái pháp môn này thì chấp nhận cái đó rất là dễ. Nhưng mà nó có khác. Là bây giờ chính con nè, con nói tại đây thì cái nội dung của con nói không phải là qua lời đâu, mà nội dung ấy, nó đi khắp cả vũ trụ này. Nó đi vào nụ hoa, nó đi vào cái cây, nó đi vào không khí, nó đi vào con người, mọi loài khắp nơi. Vì sao vậy? Là vì lời nói của con không bao giờ là do con nói ra, mà con nói trước mắt á, là nhờ cái miệng, nhờ cái thanh quản, nhờ cái buồng phổi, nhờ có khoảng trống trước nay, và nhờ mọi người nuôi con từ trước tới nay, ngay trong mùa đại dịch này, con mới nói được chứ. Cho nên lời nói của con là lời nói do vũ trụ, mọi người, mọi loài, thiên nhiên trên khắp thế giới là tạo thành lời nói của con. Vậy thì bây giờ con nói ra đây là nó có đó. Nhưng mà chỉ không ra, nó có đó. Nhưng mà khi con nói cái này để ít nhất là hiến tặng cho bà con xa gần cái cách đỡ khổ trong mùa dịch, và đỡ khổ trong lây nhiễm, đỡ khổ trong chết vì lây nhiễm. Mà nếu người nào thực tập giỏi thì không phải đỡ khổ mà thoát khổ. Là vì khi mà mình có chánh niệm thì mình chết, thì cái năng lượng chánh niệm đó nó còn đó, nó còn trong cái hấp hối, nó còn trong cái thanh tâm. Và chết rồi thì cái dòng sống của chánh niệm và dòng sống của hành động, dòng sống của cơ thể, nó hình thành con người của con trở lại lập tức bằng cách gì thì chưa biết, không thể khẳng định được vì nó là vô lượng. Bây giờ nói trở lại bằng cách gì? Cũng như đập máy, mình thấy đó, nhưng mà mưa hình cả là mây hết. Vậy mây đi đâu? Mây đâu có chết. Nó là giọt nước, nó là dòng sông, nó là đất ẩm, nó là cây trái hoa màu, nó là nuôi sống con người muôn loài trên trái đất này. Vậy mây tan mà mây hiện diện khắp nơi, vậy thì con chết con cũng hiện diện khắp nơi. Nhưng mà hiện diện bằng cách gì? Bằng cách hữu ích, an lạc, hay bằng cách độc hại và khổ đau? Đó là do chánh niệm hay không chánh niệm. Bây giờ xin đại chúng con lên lấy cái đại cho thầy.
Xin đại chúng nghe một bài hát: Đi đâu rồi cũng về. Trong chơi ngày nắng đây, mùa xuân trăm hoa thơm, đầy tay anh tay em cùng nhau nguyện đi tới, tăng thân là nhịp cầu, tăng thân Dạ, kính thưa tất cả quý thính giả, bài hát này tình cờ con gặp được và con thấy nó thích hợp cho đề tài hôm nay, cho nên con xin giúp đỡ sưu tầm ra. Thì trong bài hát thì dụ ý câu đưa em vào thảnh thơi, tăng thân là nhịp cầu, tăng thân là lời mời, đưa em vào thảnh thơi. Này em, thôi đi mau ra khỏi vùng tuyệt vọng. Này em, thôi đi mau, mau ra khỏi vùng tăm tối. Tăng thân luôn chờ đợi, tăng thân luôn nguyện cầu cho em ngày mỗi ngày. Thì bây giờ xin quý thính giả hiểu rằng đưa em vào thảnh thơi là một, đi mau ra khỏi vùng tuyệt vọng tăm tối là hai. Lấy cái gì để đi ra khỏi mà đi mau mà không lật đật? Còn đi mau lật đật thì còn gì bài hát nữa.
Mà tại sao lại đi mau ra khỏi tuyệt vọng tâm tối mà lại đi đâu rồi cũng về? À, thì tác giả con chưa có hỏi được, nhưng mà con có thể lấy sức con để hiểu rồi sẽ điều chỉnh sau nhờ tác giả chia sẻ. Thì những cái từ này là muốn nói rằng là hệ thần thôi là phải có chánh niệm, ra khỏi tuyệt vọng và tâm tối là phải thở chánh niệm thì đi. Mà không có đi, nói đi mau thế nhưng mà không có đi, là hệ chánh niệm là hết tuyệt vọng, chánh niệm là hết tâm tối, mà rất nhanh. Thở vào một hơi thở nhẹ là bao phép, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiện bày. Hiện bày là đi mau, hiện bày là hết tâm tối, hiện bày là hết tuyệt vọng đó. Thì vậy, nhưng mà tăng thân luôn chờ đợi, tăng thân luôn nguyện cầu cho em ngày mỗi ngày. Cái người hành giả mà được ra khỏi vùng tâm tối và tuyệt vọng để đi đến một chánh trời thảnh thơi gọi là hiền pháp niết bàn đó, tức là an lạc tự do ngay trong hiện tại, gọi là hiền pháp niết bàn. Đó. Thì cái niết bàn này nó có trong mỗi bước chân, niết bàn này nó có trong mỗi hơi thở, niết bàn này có trong mỗi miếng cơm nhai kỳ, ra nước càng tốt mới nuốt, đó là niết bàn. Nhưng mà bằng sự ý thức rõ ràng là mình thương mình để ăn như thế này, vậy cái tình thương đó là báo hiếu. Rồi mình thương đồng bào, mình thương những người nhà nước, thương những người chuyên môn, và thương cả những cỏ cây hoa lá. Ngoài thoát cái đại dịch ra được đã là may lắm rồi, nhưng mà phải thoát ra khỏi sự ô nhiễm môi trường. Đó là tình thương của mình, mà không phải lớn hay nhỏ, chỉ thở chánh niệm là đủ. Cho nó thì bao la, nhưng mà nó rất là cô độc. Vì sao? Vì hơi thở chánh niệm nó gọi hết tất cả những cái cần thiết bao la vô lượng vô biên đó. Cho nên nó có cái tuyệt vời là pháp bụt cao siêu màu nhiệm. Nhưng mà cao siêu màu nhiệm là của Ngài, chẳng phải của mình. Cơ may, cơ duyên nay được thọ trì là của mình này. À, cơ duyên may được thọ trì là, nay được thọ trì, may được thọ trì là của mình qua hơi thở chánh niệm. Thọ trì là thở chánh niệm, thì thở chánh niệm là pháp bụt nhiệm màu, nhưng mà pháp bụt qua sự sống của mình, chứ không phải là pháp bụt ngày xưa, không phải là pháp bụt trong ba tàng kinh điển, mà pháp bụt mình đang sống, gọi là cơ duyên may được thọ trì. Xin nguyện đi vào biển tuệ, tuệ là chánh niệm, tinh thông giáo nghĩa huyền vi, tức là mình thở chánh niệm là mình nắm cái ruột của tinh ba của ba tạng, mà không phải học hết, nhưng mà làm được những cái chuyện này đó, thì người đó phải có tăng thân. Thở chánh niệm mà không có tăng thân có thể đạt, nhưng mà rất
khó, và có đạt nữa thì cũng không có giúp đỡ đời một cách vô lượng vô biên được. Ví dụ hôm nay con nói chuyện ở đây là tăng thân tạo điều kiện con mới nói được. Nhưng mà con nói rồi thì nó lên đường lập tức qua mỗi lời, mỗi chữ trong lời nói. Nhưng mà đồng thời về hình tướng á, mai đây nó lên mạng thì nó cũng đi khắp năm châu bốn biển như thường, mà trước mắt là toàn cõi Việt Nam này. Đó gọi là đi mau mà ông đi chiệt. Mà về ở đâu? Về chỗ đó. Và cái đó con phải nhờ tăng thân. Vậy thì vấn đề của chúng ta đó là phải nương tựa tăng thân. Thế bây giờ bà con khắp nơi đó là rất khao khát thoát khỏi đại dịch. Nhưng mà hiện tại bà con đang chịu nhiều đau khổ quá, nhiều thiếu thốn quá. Bà con đây là gồm từ nhà nước đến chuyên môn cho đến dân chúng, đến cho những người bán vé số là làm việc tự do, bao gồm hết. Đó là chữ bà con là vậy đó. Thì quý vị biết là ai cũng sợ chết, mà ai cũng muốn một chút thoải mái trong cái vị trí nhiều khó khăn. Cho nên không được nhà này qua nhà khác, mà lắm lúc chúng ta chịu không nổi cho nên cùng đi thôi. Nhất là đi ra đường, chợ bỏ rau muống, chợ ít gạo, lấy lý do là đi mua thực phẩm. Nhưng mà rửa là nhiều khi mình bị bệnh, mình lây cho cộng đồng. Bởi vì mình ở trong chỗ cách ly mà bệnh hay không chưa chắc rõ. Đó. Mà nếu cái người mà bị bệnh rồi nhưng mà lẹn đi, thì dù như là thuê xe chở một xe rồi đi qua, đi về quê, hay là đi Honda ra ngoài đường rồi để Honda đó người thân đi về, rồi chiếc xe container đi ngang qua ngừng lại là người đó nhảy lên giữa cái cabin với cái thùng container ở sau đứng đó, rồi khi xe ngừng thì vì đó đi xuống. Mà trong người mang bệnh lây nhiễm. Như vậy mình tìm một cái gì đó thoải mái thoát cái nơi đang như là cầm tù mình, thì mình là lây nhiễm cho cộng đồng. Và nếu mình có không bệnh mà mình sống mà cộng đồng chết thì mình cũng chết. Do vậy là quý vị cố gắng. Cố gắng đấy không phải là đè nén. Cố gắng đấy không phải cắn răng chịu đựng. Mà cố gắng thở chánh niệm để tạo hạnh phúc trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Cố gắng là ăn nhai kỳ bằng ý thức rõ ràng. Mà ý thức rõ ràng thì không có đè nén, không có gồng mình lên mà chịu đựng, mà thoải mái trong thực tập của mình, thì đó là quý vị tự cứu mình và cứu cộng đồng ra khỏi đại dịch. Và nếu ai cũng thực tập tại chỗ cách ly là giãn cách mà đạt được tình trạng đó, thì
tăng thân Việt Nam đang nắm tay nhau đối diện với lây nhiễm COVID. Đó là cần nương tựa tăng thân. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh tăng thân, đồng lòng thực hiện những điều tốt đẹp. Tăng thân là phải thực hiện những điều tốt đẹp. Tăng thân là phải có phẩm chất chánh niệm. Chánh hiểu thiếu là đi về hướng hiền thiện và chánh niệm thì tập trung mà không phải tăng thân. Và như vậy thì chúng ta có thể nói tăng thân Việt Nam nắm tay nhau để đối diện với COVID trong một cái năng lượng tự do thảnh thơi mà hết lòng tận tụy chăm sóc mình và chăm sóc cuộc đời. Đó là những điều mà con đang được nuôi dưỡng, đang được thực tập tâm tư. Và chúng con đang được bảo hộ cho tới hôm nay là chùa chúng con an toàn trong 3 tháng an cư. Qua đường tụng kinh, ngồi thiền, thiền hành, chơi thể thao, ăn uống, hiện tại là an toàn. Rồi chúng con được ở trong vùng xanh là an toàn thêm một mức nữa. Thì mọi chuyện là chúng con làm phải làm cho chính mình. Hễ chúng con làm chuyện gì mà chỉ để bảo vệ sự sống cho bản thân hay cho một nhóm người là không phải tăng thân. Mà chúng con làm là biết rằng cái việc làm của mình cần có tăng thân che chở bảo hộ đồng hành. Mà tăng thân chúng con phải là chỉ chùa Tứ Đức thôi. Tăng thân chúng con là khắp thế giới này. Bởi vì khắp thế giới này vấn đề mà sống bằng chánh niệm là bây giờ là một cái năng lượng đang lan tỏa ra và càng ngày càng đông người thực tập. Đó là tăng thân. Mà tăng thân chúng con phải là con người mà mọi loài và thiên nhiên. Cho nên chúng con có một cái tăng thân rất là bao la, vô lượng, vô biên. Thế bây giờ hàng ngày con vẫn là liên hệ với tăng thân một cách toàn vẹn. Thì dù con ăn cơm xong là khi con súc miệng thì lấy cái nước súc miệng này con tưới cây. Mà tưới cây thì cây nó hưởng cái nước. Bởi vì hàn đây mà cho cây thêm một ít nước là cây nó sung sướng vô cùng. Và con có những chất thức ăn còn sót lại trong miệng thì con kiến nó ăn. Thì con đang truyền thông một cách hoàn chỉnh với con kiến, với cây cối. Như vậy thì cây cối với con là trở thành là ruột thịt với nhau, bảo hộ cho nhau. Mà nếu chúng ta tất cả mọi người làm như vậy thì môi trường đất nước Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung sẽ đi ra khỏi ô nhiễm, và nhất là đi ra khỏi cái gọi là biến đổi khí hậu toàn cầu mỗi ngày mỗi khắc nghiệt. Thành ra cái bài hát mà con mượn để hiến tặng cho đại chúng khắp nơi là đi đâu rồi cũng về là thế. Con rất là vui khi mà gặp được cái bài hát này. Đó, thành ra là con biết rằng trước khi chia sẻ ở đây là con mới gặp cái bài hát 1-2 ngày trước đây thôi, chứ trước đây con chưa bao giờ biết đến bài hát này. Và con sẽ sưu tầm nhiều bài nội dung tương tự đến mức như thế này nữa để nuôi dưỡng mình. Cho nên con ở tại chỗ nhưng mà con vẫn học, vẫn tu.
tu và vẫn viết bài, nhưng mà mãi đây mà đuối sức rồi thì con viết bài nổi nữa. Bởi vì thế nào rồi cũng đuối thôi. Không đuổi vì COVID, không đuổi vì biến đổi khí hậu, thì đuổi vì tuổi lớn là phải đuổi sức. Không có cái tuổi lớn nào mà nó không đuổi sức hết. Đó, mà nhiều khi chưa đuổi sức, tệ mà nguy hiểm là nhiều khi chết trước khi là đuổi sức. Thành những điều đó là ta gọi là vô thường. Vô thường là vậy đó. À, là bất cứ cái gì nó tới cho mình không biết gì hết. Nhưng mà chắc chắn nó tới. Nhưng mà mình tu, nó tới xấu thì nó tốt. Mà tới tốt thì tốt hơn. À, chứ không phải là tới xấu là xấu đâu. Với người có chánh niệm thì hoàn cảnh xấu nó tới với mình là tốt. Nó biến thành tốt, cũng như cái giận đó, là không tốt. Cái mất ngủ là không tốt. Nhưng mà khi mình thở chánh niệm đó, là mình làm cho cái giận nó lắng xuống, hoặc là nó chuyển qua hạnh phúc tức thì. Đó. Và cái khó khăn của COVID á, thì mình cũng làm như vậy, là mình biến cái khó khăn của cách ly, của giãn cách trở thành tự do ngay trong cái chỗ ở không thay đổi. Đó là. Cho nên mình biến được cả. Và giả dù mình chết, mà mình chết trong ý thức rõ ràng là mình sắp chết. Rồi mình buông thư hết, mình giữ lấy hơi thở thôi. Thở đến lúc nào mà tắt thở, thì nó tắt thở. Như vậy là cái chết vượt thoát. Khó biến cái chết trở thành giải thoát chết chóc. Cho nên trong Đạo Phật có nói là tu để giải thoát sinh lão bệnh tử. Giải thoát sinh lão bệnh tử không phải là chạy tới sinh tới một cõi nào đó, không còn sinh lão bệnh tử, không phải, hoàn toàn không phải. Mà thoát sinh lão bệnh tử có nghĩa là cũng phải sinh, cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Nhưng mà không bị kẹt vào những cái tình huống đó thì gọi là giải thoát sinh lão bệnh tử, đi vào tái sinh luân hồi rất đẹp trước mắt và mãi mãi. Nó là như vậy đó. Cho nên sự sống này, cái sự thực là không bao giờ chỉ ra được, nhưng mà nó có rất thực, nó rất là vô lượng, nhưng mà nó nằm trong nội dung chánh niệm là biết hết, mà không có chánh niệm là không biết. Vậy thì vấn đề của chúng con ở đây ăn cư là chấm dứt, nhưng mà sự tu tập thì không bao giờ chấm dứt. Cho nên chúng con có thể nói rằng trong cái lây nhiễm này là chúng con tu tập rất là thuận lợi, là bởi vì không tiếp khách. Không có lo việc gì cả, kể cả xây dựng cũng không. Là vì bây giờ vật tư đâu mà xây dựng, là đinh hết. Mà như vậy chúng con có rất nhiều thời gian và không tốn năng lượng để tập trung vào chuyện tu, và cũng vẫn tiếp tục an cư. Mà không phải là 3 tháng, an cư suốt đời, đó là người con của Đức Thế Tôn, an cư suốt đời. Và chết rồi cùng an cư. Đó là cách sống mà chúng con được dạy dỗ. Và anh em ở đây, huynh đệ ở đây đang thực tập như vậy. Và con biết rằng trong đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới có nhiều trung tâm như thế này.
Cho nên thế giới chúng ta là đang một cuộc chiến đại dịch gọi là rất khó khăn. Hơn cả đại chiến thế giới mà vẫn có những cái năng lượng tu tập là gọi là tăng thân luôn nguyện cầu, tăng thân luôn chờ đợi chúng ta được vỗ về an ủi bảo bọc và hy vọng, một niềm hy vọng rất lớn mà hy vọng có mặt là dễ dàng vượt qua khó khăn. Khi nào mình thắp lên cái năng lượng hy vọng là mình đi qua khó khăn một cách rất là dễ dàng. Còn khi nào mình đi vào thất vọng, tuyệt vọng là khó khăn một, nó trở thành ngàn lần. Cho nên đưa em ra khỏi vùng tuyệt vọng, đưa em ra khỏi vùng tâm tối là bằng cái chánh niệm trong mọi sinh hoạt. Cho nên chúng con ở đây cũng đang áp dụng tứ thực. Bởi vì chánh niệm không thể vắng mặt trong tự thực, mà tự thực là chánh niệm, mà chánh niệm là tự thực. Cũng như chánh niệm là tự đế là chánh niệm. Trên này con có viết cái chữ Vu Lan, giải đạo huyền. Giải tức là cởi ra, tiểu giải y là mình cởi y ra, đó là giải. Đạo này là lộn ngược, tỷ dụ như cái thước này vậy là xuôi, khi nó mọc cái cây là nó mọc thế này. Còn bây giờ mà nói thế này là ngược, gọi là đạo. Cũng như cái hoa sen cắm như vậy, mọc như vậy là chuôi. Bây giờ mình xách mình đi mà cái hoa nằm dưới gọi là đạo, nó ngược. Thì giải đạo huyền là giải thoát cái khổ đau treo ngược. Mà khi mình có chánh niệm, có lòng báo hiếu là mình cứu mình ra khỏi cái đau khổ. Được ví dụ như là người bị treo hai chân mà rút lên, mà địa ngục là rút lên khó mà mở lắm, chỉ có khi nào Đức Địa Tạng xuất hiện, tức là chánh niệm xuất hiện trong người bị treo ngược, thì cái treo ngược đó nó trở thành tự do. Dù người ta không có mở ra để mình sống, nhưng mà thường thường thì được mở ra. Nếu bị treo ngược mà mình nở một nụ cười, buông thư ra, những người treo mình họ thấy, ủa cái ông mà bị hành hình sao mà lại tuyệt vời như vậy. Ông ta ông hỏi, nói giờ không, con bị biết là con đang treo và có thể chết, nhưng mà con thở chánh niệm thì con thương cái người treo con thương những người ra lệnh là treo con, và con thương cầu nguyện cho những người còn sống đừng bị treo ngược như con. Thì ta nghe như vậy, ta nói thả ông ấy xuống. Họ bọc rồi họ rút cái dây ra là anh đi về nhà an toàn, và một niềm hạnh phúc lớn nó dâng, nó phủ toàn thân của người bị treo ngược đó. Và đó là một bài học quá lớn cho xã hội, cho mọi người. Và nếu có chụp hình ghi cái thực tập của người này mà công bố trên mạng thì cả thế giới đều cúi đầu trước người bị treo ngược. Cái đó gọi là giải đạo huyền.
Vậy Vu Lan cũng vậy, ba mẹ có trong mình. Mà ba mẹ chết rồi, bây giờ mình thở chánh niệm thì ba mẹ trước hết là ba mẹ của chính mình, của thân thể, thân tâm mình. An lạc thì ba mẹ ở đâu đó, biểu hiện đâu đó. An lạc vì ba mẹ khắp nơi, thì ba mẹ trong mình mà an lạc thì ba mẹ ở nơi nụ hoa cũng là được cứu khỏi địa ngục. Ở trong hòn sỏi cũng được cứu khỏi địa ngục. Ở trong muôn loài đều được cứu khỏi địa ngục. Đó gọi là địa tạng xuất hiện để cứu địa, giải phóng địa ngục trong cuộc đời này. Nhưng mà thầy con dạy rằng không có địa ngục nào lớn bằng địa ngục hận thù bạo động đang được xây dựng khắp nơi trên thế giới. Chỉ có là chánh niệm thì mọi người biết thương nhau. Người có tội vẫn bỏ tù, nhưng bỏ tù để cắt liền cái hành động gieo khổ của họ, mà không phải bỏ tù là vì trả thù, để trừng phạt. Và bỏ tội rồi thì mọi người thương xót họ, người cai ngục, người ra lệnh pháp luật đều tạo điều kiện giáo dục cho họ. Và giáo dục mà nếu họ thở chánh niệm được thì hòa nhập cộng đồng, ở tù họ sẽ có cơ hội để trở thành người tốt hơn khi chưa bị tù. Đó là thầy con dạy giải phóng địa ngục hận thù bạo động được xây dựng khắp nơi trên thế giới. Và COVID này cũng là một cái, không phải là con COVID nó xây địa ngục, mà mình tự cảm thấy bất hạnh, cảm thấy bất mãn, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy là chán chường tuyệt vọng, thì mình tự dựng cái địa ngục cho mình, địa ngục của sợ hãi. Vậy thì mùa Vu Lan là giải đạo huyền, con cầu mong tất cả bà con xa gần đều thực tập được điều này. Và thực tập điều này thì bà con ở ngoài quốc hay ở quốc nội đang lâm nạn hay đang được thoải mái đều báo hiểu được. Đó là nội dung của bài chia sẻ báo hiểu hôm nay. Và con biết rằng nếu được như vậy, thực tập được như vậy, thì đại dịch là một cái cơ duyên may mắn cho chúng ta và một cái cơ duyên may mắn cho thế giới, là mình học hỏi lẫn nhau để mình trở thành trưởng thành hơn khi chưa bị dịch. Và nhất là trưởng thành trong số đông biết thở chánh niệm, thì đây là một sự trưởng thành vô lượng vô biên, sống rồi và chết đi và mãi mãi. Chúng con cũng cố gắng tu tập để cái ước nguyện này được thành tựu tại đất nước quê hương này, cũng như thành tựu khắp nơi trên thế giới. Con xin biết ơn Thầy, biết tăng thân khắp chốn đã cho con cơ duyên chia sẻ những ý nghĩ thô thiết để tự nhắc con tu tập đường hướng này trong mùa báo hiếu.